Cô chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ cùng trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 120 sách giáo khoa Sinh học 10. Đề bài như sau: Vì sao mỗi loại virus chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định? Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần nhớ lại một chút nội dung của bài 29 Cấu trúc các loại virus trang 114 sách giáo khoa Sinh học 10. Trên màn hình của cô là hình ảnh cấu tạo của virus Chúng ta đã biết bởi vì virus có gai glycoprotein hoặc là protein bề mặt, virus phải đặc hiệu với thụ thể của tế bào chủ thì virus mới có thể bám vào được. Do vậy mà mỗi loại virus sẽ chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định mà thôi. Như vậy cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trang 120 sách giáo khoa Sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo.